Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì thứ 6 tuần này chính là Black Friday. Và cái ngày thứ 6 đen tối là cái ngày mà rất nhiều những cửa hàng ở trên toàn thế giới, không chỉ riêng gì Việt Nam, họ sẽ giảm giá cực kỳ khủng khiếp cho tất cả những sản phẩm của mình. Thường là những cửa hàng quần áo, ví dụ như là một cái áo khoảng 1 triệu chẳng hạn. Bình thường một ngày là mỗi ngày là họ bán 1 triệu đi, một cái áo đấy. Thì đến ngày thứ 6 đen tối chẳng hạn, họ kênh giá nó lên là tầm khoảng 1 triệu 8 đi. Đấy, thế xong họ bảo là họ giảm giá khoảng 50%, là cái áo đó chỉ còn khoảng 900.000 thôi. Thế cuối cùng thực chất áo đó chỉ được giảm có 100.000, chẳng giảm được mấy. Đấy, nhưng mà đấy là đối với những sản phẩm mà quần áo hay là đồ thời trang thì cái việc định giá nó rất là khó, chỉ trừ những thương hiệu nổi tiếng thôi nhá. Đấy, chứ còn những cái cửa hàng bình thường thì thực ra là định giá rất là khó. Thì khi đi mua những cái mặt hàng thời trang đó thì mình nghĩ là cái việc giảm đến tận 90%, 70%, 5% là điều mà gần như không có đâu. Toàn đội giá lên thế xong rồi giảm giá xuống thôi. Nhưng riêng với những mặt hàng mà đã được định giá sẵn, ví dụ như là đồ điện tử này, đấy, ví dụ như là điện thoại này, đấy, bếp núc các thứ, máy giặt, bình máy hút bụi, bình nóng lạnh, vân 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 vân. Đấy, thì rõ ràng là giá là đã có giá niêm yết của hãng rồi nhá các bạn nhá. Giá là fix với giá niêm yết của hãng rồi. Và lần này giảm bao nhiêu là giảm thực tế luôn, giảm thật 100% luôn. Đấy chứ không phải là giảm giả vờ. Đấy, và trong tất cả những cái siêu thị điện máy mà mình đang tham khảo bây giờ, ví dụ như là điện máy xanh này, rồi là MediaMart, Vinpro các thứ này, đấy thì mình thấy là Vinpro mới là đơn vị mà được giảm giá nhiều nhất trong đợt Black Friday này. Bình thường ấy thì Black Friday là ngày thứ 6 đen tối thì có một số những cửa hàng họ chỉ giảm giá vào mỗi ngày thứ 6 thôi. Đấy, mỗi ngày thứ 6 tuần này thôi. Đấy, tuy nhiên đối với cái chương trình Vinpro ấy, của Vinpro thì họ giảm giá từ ngày 22 tháng 11 cơ, nghĩa là đã giảm giá cái đấy mấy hôm rồi, cho đến tận cuối tháng này, đến tận hết ngày 30 tháng 11. Đấy, thì nghĩa là cái chương trình giảm giá của họ còn kéo dài rất là dài luôn, chứ không chỉ riêng gì mỗi ngày thứ 6. Đấy, và giảm giá đến 30%, giảm giá của những sản phẩm đang được bán tại Vinpro có thể lên tới 50%. Đấy, các bạn nghe cái từ có thể lên tới nhé. Bởi vì là có những sản phẩm không được giảm giá tới 50%, có những sản phẩm chỉ được giảm giá khoảng 30, 40, 10, 20 chẳng hạn. Đấy, nhưng mà có những sản phẩm được giảm giá tới tận 50% cho những anh em nào có thể săn sale được. Ở đây mình có thể lấy một số những ví dụ ra. Đây, ví dụ như là bình máy tắm nóng Ariston SM45EVN. Đấy, thì cái máy này giá niêm yết là 3 triệu 200 nghìn đồng. Nhưng bây giờ sau khi đã giảm giá sẽ chỉ còn là 2 triệu 190 nghìn. Chưa hết đâu, lát nữa thôi thì mình sẽ nói cho các bạn là ngoài cái việc giảm giá này, các bạn còn áp dụng với những mã giảm giá như nào, với VinID ra sao, với thẻ ngân hàng như nào nữa. Nghĩa là sẽ còn được giảm giá rất rất nhiều. Đấy, sau khi đã giảm giá rồi lại còn được giảm giá nữa đúng không? Đấy, mình sẽ... nhưng mà cái giảm giá từ 3.2 triệu xuống dưới 2 đến 2.1 triệu này thì chưa đến 50%. Đấy, nhưng ví dụ như có những cái loại này là giảm giá đến 50% này. Ví dụ như là máy hút bụi Philips FC6168 chính là cái máy hút bụi mà nhà mình mua với mức giá là 5 triệu rưỡi ngày xưa đây. Đấy, thì bây giờ nó chỉ còn là 2 triệu 790 nghìn đồng thôi. Đấy, nghĩa là coi như là giảm giá tới một nửa rồi còn gì nữa đúng không nào. Đấy, hay là ví dụ như một cái bàn là cây đi, một cái bàn là cây Philips GC51449 này thì đang được giảm từ mức là 2 triệu 089 nghìn xuống còn 1 triệu 190 nghìn đồng. Đấy, từ 2 triệu xuống còn hơn 1 triệu thôi. Đấy, hay là ví dụ như những cái chảo đi, ví dụ chảo chống dính chẳng hạn. Ví dụ chảo chống dính lòng sâu khoảng 28cm này thì đang được giảm giá từ 429.000 xuống dưới 159.000. Đấy, máy xay sinh tố Philips HR2157 2.450.000 thì bây giờ chỉ còn là 1.250.000 thì đúng giảm giá 50% luôn. Đấy, hay ví dụ như là một bộ nồi inox đi. Bộ nồi inox mình nói thật chứ vợ mình đi mua toàn phải mấy triệu thôi. Đấy, thì ví dụ như bây giờ các bạn mua tại Vinpro thì đang được giảm giá từ 960.000 xuống còn 490.000, nghĩa là gần 50% rồi. Đấy, hoặc là ví dụ như nồi chiên không dầu. Đây, nồi chiên không dầu này, cái này ở nhà là vợ mình rất là thích này. Là nồi chiên không dầu Philips HD9216 là đang giảm từ 3.901.000 xuống còn 1.999.000. Đấy, vân vân, rất nhiều sản phẩm. Hay là thậm chí là bếp từ đi, bếp từ này mới giảm giá kinh này. Bếp từ TK là một trong những thương hiệu bếp từ rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Bếp từ TK IBC72300 thì đang được giảm giá từ 13.959.000 xuống còn 7.490.000. Hay là có những cái mà những bạn nào mà đang đi ô tô bây giờ các bạn cũng đang thấy, ví dụ như là sạc ô tô đi, sạc tẩu ấy, các bạn hình dung được không? Đấy, bình thường là chúng ta mua ở trên mạng cũng phải 300-400 rồi. Đấy, thì nó đang được giảm giá từ 350.000 xuống còn có 99.000 thôi là chúng ta đã có thể mua được rồi. Đấy, hay là những sạc dự phòng thì cũng đang được giảm giá từ khoảng 500 xuống còn khoảng dưới 300.000. Đấy là những cái mà mình đọc ra để cho các bạn xem luôn, mình đọc cả mã luôn.
đôi khi chúng ta xem là chúng ta cảm thấy rằng là video này có thể mang tính chất quảng cáo, vì ông Dương tự nhiên hôm nay ông Dương ông ấy đọc nhiều mã giảm giá quá, đúng không nào? Đấy, tuy nhiên các bạn hãy đối chiếu luôn chính những cái sản phẩm mà mình đọc này, search hẳn mã luôn để xem là có nơi nào bán rẻ hơn VinPro hay không. Đấy, và kể cả họ có giảm giá bằng với cả giá của VinPro ở thời điểm hiện tại đi chăng nữa thì có những cái họ không thể bằng VinPro được. Ví dụ như là các bạn biết là VinPro là thuộc tập đoàn VinGroup, và VinID cũng thuộc tập đoàn VinGroup luôn. VinID là hệ thống thanh toán điện tử của họ. Thanh toán đây thì bây giờ nếu bạn sử dụng VinID đi. Đấy, VinID Pay, các bạn thanh toán các bạn sẽ được hoàn tiền 5%, tối đa là 100.000 cho những đơn hàng từ 200.000 trở lên. Đấy, vậy là nếu các bạn muốn hoàn tiền được nhiều nhất này thì mình khuyên các bạn là nên mua những cái sản phẩm nào mà giá trị nó nhỏ thôi. Đấy, ví dụ như là các bạn mua một cái máy sấy tóc đi. Đây, ví dụ như máy sấy tóc Philips BHD002 này đi, đang có mức giá là khoảng 527.000. Đấy, các bạn mua tại VinPro bây giờ thì chắc chắn là nó sẽ được giảm giá rồi, và mức giảm giá của nó sau khi đã trừ đi sẽ còn là 269.000. Đấy, và nếu các bạn thanh toán qua VinID thì các bạn sẽ được giảm tối đa là bao nhiêu? 100.000 nữa. Đấy, vậy là bạn sẽ được giảm thêm 100.000 nữa đối với cả cái máy sấy tóc này, nghĩa là máy sấy tóc của nó sẽ chỉ còn là 169.000. Vẫn chưa hết, các bạn sẽ được tặng thêm một voucher 400.000 đồng thanh toán điện nước. Đấy, đây là tặng voucher thật luôn đấy nha các bạn nhá. Đấy, để sau này các bạn có thể thanh toán. Đấy, hoặc là ví dụ như mình có thể lấy một ví dụ nữa, ví dụ như là một cái tai nghe đi, đang mức giá là niêm yết là 400.000. Đấy, nhưng khi bây giờ các bạn mua một cái tai nghe đó tại VinPro thì nó sẽ chỉ còn là 200.000 thôi. Đấy, bởi vì giảm 5% mà. Đấy, nếu các bạn mua bằng VinID Pay, các bạn lại còn được giảm thêm 100.000 nữa. Đấy, và các bạn lại còn được tặng thêm 400.000 khi thanh toán điện nước nữa. Các bạn thấy sao? 400.000 đồng là điểm qua VinID đấy nhá. Đấy, nghĩa là bản chất là các bạn sẽ chỉ việc mua cái tai nghe 400.000 với mức giá là 100.000 thôi. Đấy, mình lấy ví dụ như thế để cho bạn hiểu nó dễ hiểu hơn. Đấy, còn VinID là chúng ta sử dụng, mình khuyên các bạn là sử dụng khi mà chúng ta mua những món đồ nhỏ. Thế ví dụ bây giờ mình muốn mua một món đồ lớn đi. Đấy, ví dụ như là muốn mua một cái món đồ, ví dụ như là máy bếp từ TKIBC72300 đang có mức giá là khoảng 13.959.000, bây giờ đang còn giảm giá xuống còn khoảng 7.490.000, nghĩa là khoảng 7.550.000 đi, thì mình phải làm như nào? Chúng ta hãy xài thẻ Vietcombank nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ xài thẻ Vietcombank, chúng ta sẽ được giảm giá tới 15% cho đơn 6 triệu là tối đa, cho những đơn hàng trên 6 triệu. Đấy, và tối đa là 1 triệu. Đấy, rõ ràng là với mức giá là 7.550.000 là chắc chắn là hơn 6 triệu rồi. Các bạn nhân lên với 15% xem là các bạn đã được giảm giá là 1 triệu rồi. Đấy, như vậy là các bạn sẽ chỉ việc mua cái bếp từ này với mức giá là khoảng 6.490.000 thôi. Trời ơi, quá rẻ luôn. Đấy, và mình nói luôn đấy là lần này thì các bạn thanh toán là qua những cái thẻ, ví dụ như là Vietcombank hay là BIDV đều được. Nhưng mình khuyên các bạn là nên sử dụng thẻ Vietcombank, bởi vì thẻ Vietcombank lần này là ưu đãi nhiều hơn là thẻ của BIDV. Đấy, và khi chúng ta sử dụng thẻ ngân hàng để được giảm giá lên tới tối đa là 1 triệu thì chúng ta sử dụng cho những sản phẩm lớn, những sản phẩm bé thì thôi nhé các bạn nhé. Đấy, những sản phẩm bé thì chúng ta sử dụng VinID, vận chuyển miễn phí lắp đặt. Đấy, cái này rất là ngon khi chúng ta miễn phí lắp đặt, ví dụ như là chúng ta mua điều hòa này, đặc biệt là điều hòa. Nhưng mà điều hòa thì là phù hợp với những bạn nào ở trong khu phía Nam, bởi vì phía Nam thì bây giờ vẫn không đến mức độ lạnh, đấy, vẫn hơi nóng, chứ còn ở phía Bắc bây giờ thì điều hòa cũng không hợp lý. Đấy, như ví dụ như tủ lạnh này hay là tivi này, đấy, những cái đồ ở trong gia đình thì rõ ràng là miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt là quá ngon rồi, đúng không nào? Đấy, còn mình nghĩ là với những sản phẩm ví dụ như là giá trị cao chẳng hạn, ví dụ như bếp từ giá trị cao này, hay là những sản phẩm điện thoại cái thứ này. Đấy, điện thoại chúng ta cũng có thể mua online được, nhưng mà nếu mà giá trị nó cao quá thì mình khuyên các bạn là nên đến trực tiếp cửa hàng, kể cả giá trị nhỏ cũng thế thôi, cũng nên đến trực tiếp cửa hàng để chúng ta sờ tận tay và xem trực tiếp sản phẩm, thuận mua vừa bán, chúng ta cảm thấy là chúng ta thấy là sản phẩm này nó phù hợp thì chúng ta mua. Đấy, thuận mua vừa bán. Vậy à, lúc mà đến cửa hàng đấy có rất là nhiều những sản phẩm để cho chúng ta lựa chọn. Vậy à, khi đến cửa hàng rồi thì chúng ta mới có những sản phẩm khác để lấy ra làm tham chiếu để mua hàng. Đấy, đôi khi chúng ta xem ở trên mạng mà chưa chắc đã nhìn tận tay, nhìn tận mắt được, chúng ta có thể là đưa ra những cái quyết định cảm tính. Nhưng mà cứ đến cửa hàng thì chắc chắn là các bạn sẽ có những quyết định là chính xác hơn. Đấy, và có cả thêm cả nhân viên tư vấn nữa. Đấy là những lời khuyên của mình dành cho các bạn khi mà chúng ta đi mua hàng săn sale ở trong cái đợt Black Friday này. Và đấy, mình như đầu video mình đã nói đấy,
Riêng với đồ điện tử là giá là niêm yết là đã có sẵn rồi, chứ không giống kiểu là quần áo, giày dép với cả kính các thứ là toàn là đội giá lên xong rồi giảm giá xuống, như thế là gần như cuối cùng các bạn mua chẳng là giảm giá bao nhiêu. Nhưng riêng đồ điện tử là lần này là giảm giá thật, và đúng là VinPro đang là đơn vị mà giảm giá nhiều nhất ở đợt này đó. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về những cái sản phẩm mà mình vừa mới kể tên ra? Và ngoài những sản phẩm này ấy, thì còn rất rất nhiều những sản phẩm khác, hàng nghìn sản phẩm cơ, đang được sale off rất lớn tại VinPro, thì cũng thể để lại comment để cho mình biết. Và theo các bạn thì các bạn đã có thẻ Vietcombank chưa? Các bạn đã có VinID chưa? Thì nên làm luôn đi. Đấy, để cho chúng ta có thể được hưởng khuyến mại nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương C. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.